Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị và các bạn chính là một nền đất có tổng diện tích 324 m², trong đó có 230 m² là đất ở tại đô thị, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Và trên mảnh đất này cũng được xây dựng một căn nhà ở với kết cấu là một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, phòng bếp, và còn lại thì chủ nhà cho xây 12 căn phòng trọ và hiện đang cho thuê với thu nhập rất là ổn định. Dãy nhà trọ nằm trong một con hẻm thuộc trục đường Mạc Cũ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Một con hẻm rộng rãi thoải mái và chỉ cách vị trí mặt tiền đường chính khoảng tầm 100 m thôi quý vị. Và nền đất có hướng chính là hướng đông nam. Trong khi đó thì căn nhà một trệt một lầu sẽ được xây về hướng đông bắc. Đây chính là vị trí lối vào của dãy nhà trọ nè quý vị. Chúng ta có lối vào phía trước là 1,93 m, tức là gần 2 m. Đây là phần cổng rào dẫn vào vị trí của những căn nhà và nhà trọ. Bên trái chúng ta sẽ có một căn nhà ở. Căn nhà này chủ nhà sử dụng để ở. Và mình sẽ review căn nhà này sau nha. Trước tiên chúng ta sẽ tham quan dãy nhà trọ nha quý vị. Đó chính là lối vào 12 căn nhà trọ nè quý vị. Chúng ta sẽ có một cái khu vực trống được thiết kế để đậu xe máy nè. Dãy nhà trọ được chia làm hai dãy, mỗi một dãy sẽ có 6 phòng. Đây là dãy đầu tiên nè quý vị. Phía trước chúng ta sẽ có một đường đi rộng 1,2 m. Đây là những cái căn phòng trọ hiện tại đã có người ở, cho nên mình sẽ không quay bên trong được. Phía trên thì cũng có mái che. Tiếp đó chúng ta sẽ có dãy thứ hai cũng với 6 phòng. Hai dãy đâu lưng lại với nhau nè quý vị. Đi một vòng cho quý vị xem nè. Bên đây thì chúng ta sẽ có những dãy phòng đông mặt với nhau. Tất cả sẽ là 12 phòng. Trên căn phòng này thì chủ nhà dùng để làm cái kho chứa đồ. Và đi phía cuối thì chúng ta sẽ có một cái cổng rào để quý vị. Một cổng rào phụ dẫn ra vị trí của một con hẻm khác. Đây là một căn phòng trống nè. Mình sẽ review bên trong cho quý vị xem. Cửa phòng là cửa sắt. Bên trong chúng ta sẽ có một kệ bếp nè, và một bể rửa nè, một phòng vệ sinh. Phòng là phòng trệt, không có gác lửng nữa quý vị. Phía trên thì lập la phong nè, có cửa sổ. Và căn phòng này có độ rộng 14 m², với chiều ngang 3,5 m và chiều dài là 4 m. Nhìn chung thì đây là một dãy nhà trọ với một cái lượng khách ổn định. Hiện tại là full phòng rồi, chống có mỗi phòng mà mình mà vừa quay thưa quý vị. Mức giá thì chủ nhà trọ cho thuê cũng khá là rẻ thôi, đâu đó chế độ 500.000 đồng một tháng thôi. Tất nhiên nếu quý vị mua về mình sửa chữa nâng cấp lên thì mình có thể nâng giá thuê lên được nha quý vị. Bởi vì cái nhu cầu mà thuê trọ ở thành phố Rạch Giá đó rất là lớn luôn. Tiếp theo mình sẽ quay căn nhà mà chủ nhà đang ở cho quý vị xem nha. Tức là khi quý vị mua thì quý vị có thể sử dụng căn nhà này để mình vừa ở nè, vừa coi sóc quản lý những cái phòng trọ luôn. Đây chính là không gian bên trong căn nhà. Đầu tiên chúng ta sẽ có một căn phòng bếp với kệ bếp nè và hút nè. Rồi bên phải sẽ là cầu thang dẫn lên vị trí của tầng 1. Cái đó chúng ta sẽ có một căn phòng ngủ. Căn phòng có độ rộng khoảng 9 m², ngang 3 m và dài 3 m. Ở đây thì chủ nhà thiết kế thêm một cái gác phía trên đó nè, cái giường ngủ phía trên nè, dạng giường tầng á, để cho chúng ta có thể có thêm không gian. Và đồng thời bên trong cũng được trang bị sẵn phòng vệ sinh tiện dụng, phòng vệ sinh rộng rãi thoải mái. Và căn nhà cũng được hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 2 luôn nha quý vị, cho nên cũng sẽ có giá trị về mặt pháp lý. Đó chính là cầu thang dẫn lên vị trí tầng 1. Ta có cầu thang với tay vịn bằng inox 304 nè. Các bạn lên xuống sử dụng chất liệu đá mài. Đây là một cái vật liệu mà được sử dụng cách đây cũng khá lâu rồi. Nó tuy nó lỗi thời nhưng mà nó được cái bền, bền và vẫn còn bóng nha. Đây, phía trên tầng 1 chúng ta sẽ có một không gian trống ở đây với độ rộng cũng khoảng 3 m. Rồi chúng ta có một cái hệ cửa dẫn ra một ban công. Ban công nhỏ nhỏ nằm ở khu vực phía trước của tầng 1. Hướng này chính là hướng đông bắc nè quý vị. Và đây chính là hướng đông nam.
Ở trên này thì cũng sẽ có một cái phòng tương tự như là căn phòng ở tầng trệt. Tuy nhiên hiện tại bên trong đang có trẻ em ngủ, nên mình không quay bên trong nha. Cũng có phòng vệ sinh riêng luôn. Hiện tại chủ trọ đang chào bán dãy trọ với mức giá là 2 tỷ 350 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Nếu quý vị nào quan tâm đến dãy nhà trọ này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.